Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Kể từ khi triển khai thực hiện kết luận số 01 về học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực khắp các địa bàn trong cả nước được biểu dương nhân rộng. Nhiều cấp ủy cán bộ đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm tác phong nêu gương bằng những việc làm hành động cụ thể thiết thực. Thời gian tới, cấp ủy đảng chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số 01 với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các nghị quyết kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hưng Yên đạt mức khá với tổng sản phẩm GDP ước đạt 8,21%. Đây là thông tin từ phiên họp sáng nay của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp. Trong đó, ngành công nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 16.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 11.400 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự toán giao cả năm và đạt cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được đặt ra, trong đó đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với dự án đường vành đai 4, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu ngân sách, phối hợp với các cơ quan trung ương sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Ngày hội đã có sự tham gia của gần 500 cán bộ đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh cùng một số liên đoàn lao động trực thuộc tỉnh đăng ký hiến máu. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức thu được hơn 500 đơn vị máu, vừa chỉ tiêu kế hoạch đề ra, số máu tiếp nhận được của công nhân viên chức lao động trong tỉnh sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dự trữ, cung cấp nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả của công nhân viên chức lao động trong tỉnh nhằm trao thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng đúng theo tiến độ được giao. Phạm vi thực hiện dự án trên địa bàn 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm với tổng diện tích đất cần thu hồi dự kiến trên 208 ha, trong đó gần 237 ha phục vụ thi công đường vành đai 4, còn lại phục vụ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang và di dời hệ thống đường điện cao thế. Chủ đầu tư tổng thể dự án thành phần 1.2 là Sở Giao thông Vận tải. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 3.740 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Trong đó, kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là gần 3.350 tỷ đồng. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về giảm thuế trước bạ với ô tô trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định về thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tương tự hai nghị định trước đó, tức giảm 50% mức thu cho xe trong nước áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay. Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp thẩm định kịp thời dự thảo sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài chính để đảm bảo nghị định được trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6. Đến 11:30 trưa nay, ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 4 đối tượng tham gia vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26.
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Việc truy quét các đối tượng còn đang lẩn trốn sẽ tiếp tục được tiến hành. Trước đó, vào sáng cùng ngày, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu. Trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên vào sáng sớm 14 tháng 6. Lực lượng chức năng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin. Công dân thứ ba tự giải thoát. Sáng sớm ngày 11 tháng 6, địa bàn huyện Cư Quyên đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, làm chết bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Từ 20 giờ ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng và công an một số huyện thành lập 6 tổ công tác làm nhiệm vụ 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát tình trạng các phương tiện chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng ngay từ đầu nguồn, bến bãi trên tuyến đê sông Hồng. Tính đến ngày 8 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 217 phương tiện có dấu hiệu cơi thủy lực. Sau 10 ngày ra quân, cơ bản các phương tiện đã tự giác tháo cơi nới thủy lực về nguyên bản. Riêng đối với 3 phương tiện được phản ánh trong phóng sự của VTV, trong đó có 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 89C28911 và 89C11185 đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép với số tiền 12 triệu đồng. Xe còn lại là xe ô tô mang biển kiểm soát 89C18980 đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi vi phạm về quá khổ quá tải với số tiền trên 126 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản 776 trường hợp xe chở hàng quá tải, phạt với số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Trăn trở việc ao hồ trong xã vừa tù đọng, ô nhiễm mà trẻ em lại không có chỗ tập bơi, ông Lê Năng Công, làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội đã khởi động dự án cải tạo ao bơi với sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân trong xã. Mặc dù mới đi vào hoạt động cách đây một tháng, nhưng ao bơi đã thu hút rất đông trẻ trong và ngoài xã đến vui chơi, giải nhiệt, đặc biệt là những hôm nắng nóng cao điểm. 17 giờ mỗi ngày, rất đông trẻ xã Tam Hưng lại tập trung đến đây để bơi lội giải nhiệt. Ao bơi phân chia khu vực rõ ràng cho người lớn và trẻ em. Khu vực bơi dành cho người lớn có diện tích 600m² với mực nước 1,2m, còn nơi dành cho trẻ em là 500m², mực nước 0,8m. Theo ông Công, ao bơi làng Hương Giáo có diện tích 1.100m², tổng kinh phí hoàn thiện 1,3 tỷ đồng, bắt đầu hoạt động từ ngày 30 tháng 4. Toàn bộ số tiền làm ao bơi do dân làng ủng hộ, trong đó có 3 gia đình ủng hộ số tiền lớn hàng trăm triệu đồng. Theo số liệu từ Bộ các vấn đề dân sinh Trung Quốc, năm 2022 chỉ có 6,83 triệu cặp đôi ở nước này hoàn thành đăng ký kết hôn. Con số này thấp hơn 800.000 cặp so với một năm trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu này. Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc giảm mạnh là do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang ra sức đối phó với vấn đề dân số giảm và tỷ lệ sinh giảm. Các nhà nghiên cứu dân số học cảnh báo người Trung Quốc có thể sẽ già trước khi giàu bởi lực lượng lao động giảm, chính quyền các địa phương phải trang trải nhiều kinh phí hơn để giải quyết các vấn đề về dân số già. Peru đang trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất trong lịch sử nước này, với số ca nhiễm toàn quốc lên tới hơn 130.000 ca. Hiện tượng khí hậu nắng nóng bất thường kèm theo mưa lớn được cho là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Tại thành phố Piura, nóng nực phía bắc Peru, đợt bùng phát sốt xuất huyết đang diễn ra nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 40.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 60 trường hợp tử vong chỉ riêng ở Piura, khiến nơi đây trở thành tâm điểm của đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết. Trong khi đó, việc thiếu nước sạch, đặc biệt là ở những khu ổ chuột, nơi virus sốt xuất huyết phát triển mạnh, càng làm trầm trọng thêm tình hình. Người dân không có nước sinh hoạt và phải chứa nước trong các thùng chứa, trở thành nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi. Đợt bùng phát được ghi nhận có thể gia tăng hơn nữa do hiện tượng khí hậu El Nino đang mang đến nhiều mưa xối xả và thời tiết nóng bất thường. Các nhân viên tại Bảo tàng Tiến hóa của Đan Mạch đang khẩn trương hoàn thành những bước cuối cùng để công bố hộp sọ khủng long lớn nhất được phát hiện trên thế giới.
Theo các nhân viên bảo tàng tiến hóa của Đan Mạch, hộp sọ của loài khủng long Torosaurus được phát hiện tại Mỹ. Ngoài hộp sọ, nhiều bộ phận khác của loài khủng long này cũng sẽ được giới thiệu với công chúng vào ngày 13 tháng 6 tới đây. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Torosaurus là một giống khủng long ăn cỏ sống tại Bắc Mỹ từ 70 đến 66 triệu năm trước và có thể đạt chiều dài lên tới 75 mét. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.